Xin chào mọi người, mình là Lâm Anh. Thì cũng lâu lắm rồi mình mới làm một cái video về YouTube. Nhưng mà từ lúc mà mình ra cái video về apply du học và xin học bổng thì trung bình cứ khoảng mỗi một tuần thì sẽ có một hai bạn hay hỏi mình, hay inbox và hỏi mình rằng là: anh ơi, thế theo như anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong việc xin học bổng, và cái lý do chính mà giúp anh nhận được học bổng thì đó là cái gì? Câu trả lời của mình chắc các bạn cũng đoán được rồi qua cái video này, thì đó chính là GMAT. Mình thi GMAT thì được 7.3/800. Và trong video này mình sẽ chia sẻ một chút bài thi GMAT là bài thi như thế nào và tại sao mình lại nghĩ nó là cái lý do quan trọng nhất giúp mình nhận học bổng 100% Orange Tulip khi du học tại Hà Lan. Vậy thì đầu tiên mình sẽ nói qua với mọi người một chút bài thi GMAT là bài thi như thế nào. Thì tóm gọn trong một câu thì GMAT có thể nói là một bài thi về tư duy logic và tư duy phản biện dành cho những ứng viên muốn theo học những chương trình về thạc sĩ, quản trị kinh doanh tại những trường đại học kinh doanh trên thế giới. Nổi tiếng nhất thì có thể nói đến như là Stanford hoặc là Harvard, hay một số những trường như là University of Cambridge tại Anh, hay là trường HEC Paris tại Pháp, và một số, và thực ra cũng có thể nói là rất là nhiều những trường đại học khác tại Hà Lan như là Rotterdam hoặc là Maastricht. Theo như thống kê từ trang GMAT Club thì có đến hơn 2.500 các chương trình học cũng như các trường đại học trên thế giới sẽ yêu cầu và mong muốn học viên của họ có điểm GMAT. Và trong cộng đồng học GMAT thì hay thường có một cái truyền thuyết với tất cả những học viên có cái số điểm là 680/800, thì kiểu gì khi mà apply du học tại những trường đại học khoảng tầm từ top 100 trở đi thì kiểu gì những cái ứng viên này cũng sẽ nhận được học bổng. Thì thực sự đây vẫn là một cái truyền thuyết đấy, vẫn là một cái truyền thuyết và một cái niềm tin trong cộng đồng học GMAT. Nhưng mà khi mà nhìn vào bạn bè của mình cũng như là từ cái kinh nghiệm của mình từ lúc học ấy, thì mình thấy thực sự thì cái độ tin cậy của cái truyền thuyết này nó cũng khá là cao, phải đến 80-90%. Vậy thì lý do gì lại khiến cho các trường đại học trên thế giới người ta cuồng GMAT đến như vậy và sẵn sàng cho các bạn học bổng? Thì thứ nhất thì không những GMAT mang đến một thước đo tiêu chuẩn giúp cho các trường đại học đánh giá hai kỹ năng của sinh viên, kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề, đều là hai kỹ năng rất quan trọng dành cho những ứng viên muốn theo học các chương trình thạc sĩ hoặc là quản trị kinh doanh. Và thứ hai quan trọng hơn, đó là việc chiêu mộ được những ứng viên có số điểm GMAT cao còn giúp cho những trường đại học này tăng đáng kể ranking của họ trên những bảng xếp hạng trên thế giới, và điều này thì sẽ mang lại cho họ được danh tiếng và tiền bạc. Thế cho nên thì cũng có thể nói là khi các bạn có số điểm GMAT cao, những trường đại học cũng sẽ không tiếc học bổng để có thể nói là mua lại cái số điểm GMAT cao đấy của các bạn. Vậy thì cấu trúc một bài thi GMAT thì nó sẽ thường như thế nào? Vì đây là một bài thi có mối tương quan rất là mật thiết đối với cái bằng quản trị kinh doanh MBA. Thế cho nên theo như mình thấy thì 4 phần thi của GMAT thì nó cũng phần nào giúp cho những ứng viên rèn luyện được 4 kỹ năng rất là cần thiết của một cái người quản lý, của một cái người lãnh đạo. Thì đầu tiên đó là phần verbal. Một trong những cái hoạt động chính trong phần verbal đó là các bạn sẽ cần phải phân tích và đánh giá rất nhiều những luận điểm khác nhau, và phân tích xem luận điểm đó nó có lỗ hổng nào không, và làm cách nào mình có thể suy yếu luận điểm đó đi, hoặc là bảo vệ và làm mạnh cái luận điểm đấy lên. Thì cũng giống như một người quản lý và một người lãnh đạo thì họ cũng sẽ phải thường xuyên phân tích và đánh giá những cái chính sách của công ty đối thủ hoặc của chính phủ, và đánh giá xem rằng là những cái chính sách này sẽ ảnh hưởng đến thế nào với công ty hoặc tổ chức của họ. Phần thứ hai đó chính là quant. Và nhắc đến từ quant thì mình nghĩ rằng mọi người cũng đoán được rằng là nó sẽ liên quan một chút đến toán học, giúp cho những ứng viên rèn luyện được tư duy sắc bén và đầu óc nhanh nhạy. Phần thứ ba thì đó chính là ERO. Phần này thì các bạn sẽ được làm việc rất nhiều với những cái bảng số liệu, thì cũng giống như một người quản lý cũng sẽ phải đọc rất nhiều những bảng báo cáo tài chính hoặc là phân tích thị trường cho công ty của họ. Và cuối cùng đó là AWA, giúp cho các bạn trau chuốt về cách diễn đạt, sắp xếp bố cục một bài viết, bài nói như thế nào cho chặt chẽ và logic nhất. Vậy thì mọi người đã biết bài thi GMAT là bài thi như thế nào rồi và bố cục của nó ra sao. Vậy thì bây giờ mình hãy thử làm thử một câu hỏi trong GMAT nhé. Thì đây sẽ là một câu hỏi đến từ nguồn chính thống từ những người ra đề là MBA.com GMAT. Thì mình sẽ để cái câu hỏi này lên trên màn hình nhé. Thì mọi người hãy thử pause khoảng tầm 2-5 phút và đọc câu hỏi này và hãy thử tìm ra đáp án cho câu hỏi này nhé. Rồi, mọi người đã thử làm cái bài tập kia chưa? Thì bây giờ mình và các bạn hãy thử giải cái câu hỏi nhé. Rồi, ok, thì như các bạn đọc cái câu hỏi này thì mình sẽ có 3 cái sự kiện chính đầu tiên mình cần phải nhớ. Thì đầu tiên, những bằng sáng chế của Mỹ trong năm 1971 đến năm 1978. Sau đây mọi người, chữ mình nó sẽ hơi xấu một chút nhé. Từ 1971 đến năm 1978 thì nó giảm từ 56.000 xuống chỉ còn 45.000 mà thôi. Đấy là sự kiện đầu tiên. Thì cái sự kiện thứ hai thì đó chính là những cái tiền đầu tư của Mỹ vào việc phát triển và việc nghiên cứu, nó đạt đỉnh 3% vào năm 1964. Nhưng đến năm 1978
thì nó lại chỉ còn giảm xuống là 2,2% mà thôi. Vậy cái dữ kiện cuối cùng thì đó là gì? Cũng trong cái khoảng thời gian này, 1964 đến 1978, Đức và Nhật Bản thì người ta tăng được những cái tiền đầu tư của họ vào phát triển và nghiên cứu lên 3,2% và 1,6%. Vậy thì đây là ba cái sự kiện chính mà cần phải nhớ cho cái câu hỏi này. Và đề bài người ta sẽ hỏi mình là gì? Dựa trên những cái dữ kiện ở trên thì kết luận nào sau đây sẽ hợp lý, logic và chặt chẽ nhất? Thì đáp án của câu hỏi này đó chính là đáp án D. Giữa năm 1964 đến năm 1978 thì Mỹ luôn dành ra một cái phần trăm số tiền đầu tư nhiều hơn là Nhật Bản. Và nếu như mọi người lại nhìn vào cái phần mình tóm tắt các sự kiện chính ở đây ấy, thì mọi người hãy thử nhìn vào cái khoảng thời gian này đi. Đó là năm 1964 này, đến năm 1978 này, Mỹ thì người ta dành một cái số tiền đầu tư phần trăm là 3% và giảm xuống 2,2% vào năm 1978. Tuy nhiên ấy, cũng trong cái giai đoạn này thì Nhật Bản người ta sẽ chỉ đầu tư được một cái số x này và nó tăng lên là 1,6%, đúng không? Thì mình sẽ biết được rằng là gì? Là cái số tiền đầu tư của Nhật Bản ấy, trong suốt cái khoảng thời gian từ 1964 đến 1978 thì nó sẽ luôn luôn ít hơn là Mỹ. Đây, cái số Y này thì mình biết được rằng nó tăng lên 1,6% vào 1978, đúng không? Vậy thì vô hình chung là cái số Y này nó sẽ nhỏ hơn 1,6%. Và nếu như số Y này nhỏ hơn 1,6% thì chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn 3% của Mỹ vào năm 1964. Và cái số 1,6% sẽ nhỏ hơn 2,2% cái số tiền đầu tư của Mỹ vào năm 1978. Vậy thế cho nên là gì? Dựa trên 3 dữ kiện ở trên, mình sẽ có thể kết luận được rằng là trong cái khoảng thời gian 1964 đến 1978 thì Mỹ luôn dành ra một cái số tiền percentage, một cái số tiền phần trăm đầu tư nhiều hơn là Nhật Bản. Và để mình giải thêm một chút ấy, thì trong cái câu hỏi này cũng có rất là nhiều bạn hay làm nhầm, hay chọn nhầm cái đáp án B này này. Đáp án này người ta kết luận được rằng là Nhật Bản và Đức thì luôn dành ra một cái số tiền vào đầu tư và phát triển nhiều hơn là Mỹ trong năm 1978. Tuy nhiên thì mình có thể giải nhanh cái câu này, đó là mọi người nhìn vào cái đề bài và mọi người có thể phát hiện ra rằng ấy, là trong đề bài không hề có một cái dữ kiện nào nó chỉ ra một cái số liệu, chỉ ra một cái số tiền cụ thể cả, mà hoàn toàn nó sẽ sử dụng những cái từ gì? Đó, sử dụng những cái từ là percent, những cái số từ là phần trăm ấy, percent và percentage. Thế cho nên cái kết luận của nó là về một cái số tiền cụ thể, mình hoàn toàn không có cái dữ kiện nào để mà dựa vào mà kết luận được như thế này. Thế cho nên câu B sẽ là một đáp án sai. Rồi, mọi người thấy câu hỏi của GMAT như thế nào? Chắc với những bạn mới tiếp xúc với GMAT thì mọi người sẽ thấy nó sẽ hơi thử thách một chút, đúng không? Nhưng nó cũng sẽ rất là thú vị. Và đối với những bạn muốn tìm hiểu thêm về GMAT hoặc đang tự học GMAT nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu và không biết làm thế nào để xây dựng được một lộ trình học hiệu quả, thì hiện tại mình đang có một khóa học gây quỹ về GMAT. Khóa học này sẽ giúp các bạn làm quen với bài thi GMAT, xây dựng một lộ trình học bài bản và qua đó cũng chia sẻ cho các bạn một số những tip học tập và ôn thi hiệu quả. Và nói lại với các bạn một chút, bởi vì là khóa học mang tinh thần gây quỹ, thế cho nên các bạn có thể đăng ký và học hoàn toàn miễn phí. Và trong thời gian học hoặc khi học xong các bạn thấy khóa học phần nào hữu ích thì mọi người có thể gửi một số tiền học phí bất kỳ mà mọi người mong muốn. Và toàn bộ 50% lợi nhuận đến từ khóa học này sẽ được bọn mình từ thiện trực tiếp đến các tổ chức phi chính phủ uy tín tại Việt Nam. Và đó cũng là kết thúc video này của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình đến đây. Và nếu như mọi người thấy video của mình hữu ích thì mọi người có thể like, share và subscribe cho mình để mình có thể làm thêm nhiều video như thế này nữa. Và hẹn gặp mọi người trong những video sau.